Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tóc Tiên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Fernandinho phải giảm lương nếu ở lại Man City. Theo báo chí Anh, tiền vệ kỳ cựu Fernandinho sẽ được đội đương kim vô địch Man City gia hạn 12 tháng. Mùa hè 2013, Fernandinho gia nhập Man City từ Stara Donetsk, Ukraine với giá 34 triệu bảng. Kể từ đó tới nay, anh luôn là quân bài quan trọng trong lối chơi của Man City dưới các triều đại huấn luyện viên. Tầm quan trọng của Fernandinho bây giờ càng được tăng lên cao sau khi Vincent Kompany chia tay Sun Etihad vào cuối mùa 2018-2019. Lúc này anh đang được huấn luyện viên Pep Guardiola giao băng đội trưởng của Man City. Ở mùa giải 2019-2020, khi Man City rơi vào cuộc khủng hoảng trung vệ, gặp Aymeric Laporte và Joe Stones chấn thương, thì Fernandinho cũng được kéo về đá tại trung tâm hàng thủ và phần nào hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những gì Fernandinho đã đóng góp, ban lãnh đạo Man City đã lên kế hoạch ngồi lại thảo luận về các điều khoản mới sau Giáng sinh. Hợp đồng cũ của Fernandinho còn thời hạn tới tháng 6-2020. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Fernandinho sẽ tiếp tục gắn bó với Man City thêm 12 tháng. Vấn đề lớn nhất là Fernandinho sẽ phải chấp nhận giảm nhẹ khoản lương đang nhận là 120.000 bảng một tuần sau khi gia hạn. Hiện phía ngôi sao người Brazil chưa lên tiếng về chuyện này. Paris Saint-Germain muốn MU áp dụng công nghệ đặc biệt vào mua sắm. Bất chấp thực tế Man United đang chơi rất bê bát, ban lãnh đạo đội bóng này lại không có kế hoạch mua sắm rầm rộ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Theo tờ Daily Mail, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer đang đề nghị MU sử dụng dịch vụ của Relab, công ty có trụ sở tại Madrid, chuyên thu thập dữ liệu liên quan đến cầu thủ trên 100.000 người để giúp các câu lạc bộ mua sắm hiệu quả hơn. Được biết, đang có cả tá câu lạc bộ ở Tây Ban Nha chọn Relab làm đối tác, trong khi Nottingham Forest chỉ là một trong đội hiếm hoi ở Anh đặt niềm tin vào công ty trên. Cách thức hoạt động của Relab là tổng hợp các thông số liên quan đến cầu thủ, tên tuổi, vị trí, quốc tịch, lịch sử chấn thương, thành tích, tốc độ, chiều cao, cân nặng, khả năng bắt bóng, dứt điểm, phân loại và bán cho các câu lạc bộ có nhu cầu. Hiện giờ MU cũng có đội ngũ tuyển trạch viên hoạt động trên khắp thế giới để truyền thông tin về cho huấn luyện viên Solskjaer và trợ lý Mike Phelan. Song thuyền trưởng, MU vẫn muốn quy đỏ bắt tay với Relab. Ông hy vọng nhờ áp dụng công nghệ, MU cũng tạo được những cầu thủ sau này có tiềm năng phát triển rực rỡ như Philippe Coutinho. Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward lại cho rằng MU không cần phải vội vàng vào lúc này. Ông muốn chờ đến phiên chợ hè năm sau mới tiến hành cải tổ đội bóng trên diện rộng. Theo Ed Woodward, MU cần phải hết sức thận trọng để tránh mắc sai lầm trong tháng riêng như những gì từng làm với Alexis Sanchez. Còn nhớ, hồi vẫn làm việc ở Old Trafford, huấn luyện Jose Mourinho từng mang Sanchez về Old Trafford vào giữa mùa, nhưng ngôi sao tấn công người Chile tới từ Arsenal lại gây thất vọng tràn trề. Suốt từ tháng riêng năm ngoái tới khi chuyển sang khoác áo Inter, theo dạng cho mượn cách đây không lâu, Sanchez chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn cho MU, dù được hưởng khoản tiền lương lên tới 42 triệu bảng. Pogba có thể là gây bất ngờ đến Liverpool. Pogba nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool. Trong bối cảnh thi đấu sa sút gần đây, có lẽ Man United đang cảm thấy rất nhớ đến khả năng cầm trịch và phân phối bóng của Pogba nơi tuyến giữa. Sự vắng mặt của tiền vệ người Pháp đã khiến khả năng tạo đột biến của Quỷ Đỏ đã vốn đã kém, giờ còn tệ hơn trong những vòng đấu gần đây. Cách đây vài ngày, trang Daily Mail từng rất bi quan về khả năng Pogba kịp hồi phục chấn thương để góp mặt trong trận đại chiến với Liverpool vào cuối tuần sau ở vòng 9 Premier League. Tuy nhiên, Mirror lại có những thông tin lạc quan hơn xung quanh chấn thương của Pogba. Cụ thể, theo nguồn tin này, lãnh đạo Man United hiện đang rất tự tin về khả năng sẽ có được sự phục vụ của tiền vệ 26 tuổi trong trận derby đỏ của nước Anh. Có Pogba trong đội hình, cơ hội giành điểm của Man United trước Liverpool sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khả năng này cũng không được giới chuyên môn đánh giá quá tốt, khi thực tế tương quan lực lượng giữa hai đội đang là quá lớn. Nếu Man United chỉ giành được 2 chiến thắng sau 8 vòng, có 9 điểm, thì Liverpool đang độc chiếm ngôi đầu tại Premier League khi giành được 24 điểm tuyệt đối, bỏ xa Quỷ Đỏ thành Manchester tới 15 điểm trên bảng xếp hạng. Chính thức, nhà vô địch Premier League 2015-2016 trở lại Serie A. Chưa đầy 5 tháng sau khi rời AS Roma, vị chiến lược gia 68 tuổi đã có bến đỗ mới. Tháng 3-2019, sau khi AS Roma để thua 2 trận liên tiếp trước Lazio và Porto, đồng thời bị loại khỏi UEFA Champions League, Eusebio Di Francesco đã bị sa thải. Chưa đầy 24 giờ sau, Claudio Ranieri đã được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện tạm quyền. Mặc dù đã rất cố gắng và làm việc với tinh thần quyết tâm cao độ, nhưng gã thợ hàn đã không thể giúp cho Giuliano Rossi giành vé dự UEFA Champions League. Ngoài ra, những sự thay đổi ở cấp thượng tầng cũng đã khiến tương lai của Ranieri tại Olympico bị ảnh hưởng. Cuối cùng, vị chiến lược gia 68 tuổi đã không được trao một bản hợp đồng dài hạn. Trong những ngày gần đây, Claudio Ranieri đã được AC Milan mời gọi. Tuy nhiên, ông đã khước từ lời đề nghị này với lý do là muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Song khoảng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu. Cách đây ít giờ, trang Sampdoria.it đã đưa ra thông báo về việc
vị chiến lược gia 68 tuổi đã đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng tại Sampdoria theo một bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2021, thay thế cho chính Eusebio Di Francesco. Sampdoria là một đội bóng giàu tham vọng, mặc dù vậy chuỗi thành tích bết bát sau 7 vòng đấu đầu tiên đã khiến cho họ rơi xuống vị trí bát bảng và Eusebio Di Francesco đã bị mất ghế. Nhiệm vụ của Claudio Ranieri trong thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng. Thế nhưng với danh tiếng của mình trong quá khứ, đặc biệt là trước vô địch Premier League 2015-2016 cùng với Leicester City, gã thừa Hàn vẫn đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Cựu sao Juventus phản đối việc đội bóng cũ mua sát thủ 70 triệu euro. Cựu tiền vệ người Italia đã đưa ra quan điểm của mình về thương vụ trao đổi giữa Inter Milan và Juventus. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Gonzalo Higuain và Mauro Icardi, bởi cả hai đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình tại Serie A. Trong suốt nhiều năm qua, Icardi đã ghi được 111 bàn thắng sau 188 trận đấu cùng với Inter Milan, trong khi Higuain cũng đã bỏ túi 157 bàn thắng sau 281 trận. Tuy nhiên, số phận đã trêu đùa cả hai tiền đạo người Argentina. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo đã buộc Gonzalo Higuain phải lang bạt sang AC Milan và Chelsea. Trong những năm cuối cùng, Juventus được dẫn dắt bởi Marc Allegri. Tình hình của Mauro Icardi càng tệ hại hơn bởi những mâu thuẫn trong quá trình gia hạn hợp đồng đã khiến chân sút 26 tuổi bị xem là người thừa và giờ đây đang phải khoác áo PSG theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản bonus trị giá 70 triệu euro. Trong mùa hè vừa qua, nhiều nguồn tin cho rằng Juventus rất muốn có sự phục vụ của Mauro Icardi. Hiện tại thông tin này đã xuất hiện trở lại. Gonzalo Higuain đang chơi rất hay dưới thời Maurizio Sarri, nhưng El Pipita đã 32 tuổi và Juventus muốn có thêm một tiền đạo để phục vụ cho tương lai lâu dài. Calcio Mercato đã đưa tin rằng ban lãnh đạo Bianconeri có định thương lượng với Inter Milan về việc trao đổi Gonzalo Higuain và Mauro Icardi. Mặc dù vậy, không nhiều người tin rằng thương vụ này sẽ xảy ra. Trả lời phỏng vấn với Radio Sportiva, cựu tiền vệ của Juventus Alessandro Brindelli đã khẳng định: "Nếu được quyết định, tôi sẽ không bao giờ làm điều như ai đó đã nói trong suốt mùa hè vừa qua." Van der Sar sẵn sàng trở lại giải cứu MU. Van der Sar cho biết ông rất quan tâm đến vị trí giám đốc thể thao đang bỏ trống ở MU. Van der Sar đang làm giám đốc điều hành của Ajax. Cầu thủ môn này là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí giám đốc thể thao ở MU. Tuy nhiên, phía Quỷ Đỏ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào cho Van der Sar. Theo nhiều người, nguyên nhân chính khiến MU sa sút không phanh trong những năm qua là thiếu người định hướng chuyên môn. Người quản lý quyền lực nhất ở Old Trafford hiện nay là Ed Woodward nổi tiếng không biết gì về bóng đá. Từ cuối mùa giải trước, MU đã đăng tin tuyển dụng giám đốc thể thao, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó. Chia sẻ về vấn đề này, Van der Sar nói: "Bên cạnh gia đình, vợ con thì tôi còn hai tình yêu lớn trong đời. Đầu tiên là Ajax, người cho tôi cơ hội phát triển. Họ đã tìm thấy tôi và trao cho tôi cơ hội tỏa sáng trong thế giới bóng đá. Thứ hai là câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi, MU. Họ đã trao cho tôi rất nhiều thứ, bao gồm sự công nhận ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Vì vậy tôi thực sự quan tâm đến công việc ở MU. Tôi cần học thêm khá nhiều thứ ở Ajax, phát triển bản thân hoàn thiện hơn nữa và sau đó hãy chờ xem tương lai sẽ như thế nào. MU là câu lạc bộ tuyệt vời, nổi tiếng toàn thế giới. Mọi cầu thủ đều muốn chơi cho họ và tất nhiên mọi người cũng muốn làm việc cho họ." Ed Woodward nên bị sa thải lâu rồi. Trong bài bình luận trên tờ Daily Mail, chuyên gia Oliver Hull cho rằng trong cuộc khủng hoảng kéo dài tại Manchester United, phó chủ tịch điều hành F. Frankenstein Woodward nên bị sa thải hoặc gạt sang một bên từ lâu rồi, thay vì chỉ nhắm đến việc sa thải các huấn luyện viên như tình hình với Ole Gunnar Solskjaer hiện tại. Woodward bị chê là không biết giới hạn của mình bởi ông là chuyên gia kinh tế nhưng là thảm họa khi làm bóng đá. Hippia vẫn lo cho Liverpool. Cựu trung vệ Sami Hippia cho rằng hy vọng vô địch của Liverpool có thể sẽ bị sụp đổ nếu quá phụ thuộc vào hai hậu vệ biên. Họ Alexander Arnold và Andy Robertson quá xuất sắc, quá quan trọng với đội nên tôi lo rằng việc phải thi đấu quá nhiều sẽ dẫn tới chấn thương. Hy vọng ban huấn luyện có kế hoạch phù hợp để họ được nghỉ ngơi, Hippia nói trên tờ Mirror. Maddison giải sầu trong sòng bài. James Maddison có thể sẽ phải giải trình với Liên đoàn bóng đá Anh khi hình ảnh anh đội mũ trùm đầu đang ngồi trên bàn chơi ở một sòng bài được đưa trên mạng hôm thứ Bảy. Hình ảnh được cho là chụp vào thời điểm đội tuyển Anh làm khách trên sân Cộng hòa Séc khi Maddison phải rút khỏi danh sách vì bị ốm. VFF sẽ gia hạn với thời Park trước Games. Theo tiết lộ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, việc đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn vài chi tiết phải hoàn tất và việc ký kết sẽ được thực hiện trước SEA Games 30 diễn ra cuối tháng 11. Ông cũng cho biết hợp đồng có thời hạn 3 năm. Inuisa không dễ chơi. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 12 tháng 10, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết dù Inuisa đang có phong độ không tốt nhưng vẫn luôn là đối thủ không dễ chơi. Sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10, đội sẽ họp kín để phân tích đối thủ qua băng ghi hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh.
để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.